Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, những ngày Tết đang đến rất gần và tục lệ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm là một việc làm không thể bỏ qua. Theo quan niệm dân gian, trong lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép. Loài vật này sẽ hóa rồng, đưa ông Táo về trời và đem lại thành công thịnh vượng cho gia chủ. Tuy nhiên, quý vị có biết cúng ông Công ông Táo cần mấy con cá chép để thu hút tài lộc, tiền vàng ùn ùn kéo vào cả năm? Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Tại sao cúng ông Công ông Táo lại cần đến cá chép? Theo phong tục truyền thống, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình lại làm lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu trời. Lễ vật có cả mâm cỗ mặn, hoa tươi, trái cây, rượu thuốc, vàng mã, đặc biệt không thể thiếu được cá chép. Vậy tại sao lại cần đến cá chép trong lễ cúng này mà không phải bất cứ lễ cúng nào khác? Có thể thấy chỉ riêng lễ cúng ông Công ông Táo là gia chủ cần chuẩn bị cá chép mà thôi. Lý do cũng đơn giản, cá chép ở đây được coi là ngựa để các táo về chầu trời. Theo quan niệm xưa, vạn vật đều có tính âm dương, trong đó cá chép mang tính âm, đồng nhất là tính âm của mặt trăng nên có thể bay lên được. Thêm nữa, trong dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện về cá chép vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng. Người ta cho rằng chỉ có cá chép là vật sống trong nước nhưng lại có thể biến hóa thành rồng mà bay về trời. Cá chép có thể hóa rồng tượng trưng cho sự thăng hoa, ý chí tinh thần quật cường cùng nhân cách thanh cao. Chính vì thế, trong rất nhiều loài vật, chỉ có riêng cá chép là được lựa chọn để làm ngựa cõng ông Công ông Táo về chầu trời mà thôi. Lễ cúng ông Công ông Táo cần mấy con cá chép? Trong ngày lễ táo quân, cá chép là đồ lễ không thể thiếu. Với ý nghĩa cá chép vượt vũ môn hóa rồng, cá chép là phương tiện đưa các táo về trời. Có người cho rằng nên cúng nhiều cá chép, cũng có người lại nói chỉ cần một con hay một cặp cá chép là đủ. Vậy chính xác thì lễ cúng ông Táo cần đến mấy con cá chép? Theo quan niệm dân gian, nếu gia chủ gia cảnh tốt thì nhiều cá chép là tốt, còn không thì ba con cá chép làm lễ cúng là đủ. Tuy nhiên, việc cúng nhiều cá chép quá mức thì chỉ mang ý nghĩa phóng sinh mà thôi. Còn số cá lễ cúng thực sự chỉ cần là ba, không phải là một chục, một cặp hay một con. Có nhiều truyền thuyết về sự tích ông Công ông Táo. Ngoài tích truyện kể về hai táo ông và một táo bà thì còn có nơi kể rằng ba vị táo quân ở đây là Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ, chuyên cai quản hoạt động của gia chủ. Các vị táo quân này có sức mạnh rất lớn, có thể ngăn cản ma quỷ, đồng thời quyết định về độ may rủi họa phúc của gia chủ. Người ta thờ cúng ông Táo là mong rằng năm mới sẽ sung túc đủ đầy. Thờ thần bếp cũng chính là thờ ông Táo cai quản việc bếp núc. Ngày 23 tháng Chạp, người ta làm lễ cúng mời ông thăng thiên, còn tới ngày 30 giao thừa lại thỉnh các táo về cai quản căn bếp của mình. Cách chọn cá chép cúng ông Công ông Táo. Cá chép dùng trong ngày lễ táo quân thường được chọn là cá chép đỏ. Khi chọn cá, bạn nên chú ý để chọn cá còn khỏe bằng cách chạm nhẹ tay vào mặt nước. Nếu thấy cá bơi nhanh, quẫy mạnh, tức là con cá còn khỏe. Cá mua về nhà nên cho ngay vào dụng cụ đựng nước lớn đủ để thả cá vào đó. Chờ tới khi làm lễ xong xuôi, người ta mới mang cá đi thả. Nhiều người cho rằng
việc mua và thả cá chép sống ngoài yếu tố tâm linh làm ngựa cho các táo quân mà còn thể hiện tinh thần yêu thương sự sống, phóng sinh cá chép, thể hiện ý nghĩa văn hóa, đồng thời thể hiện lòng nhân đạo của người Việt Nam. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở. Sau khi làm lễ xong, gia chủ cố gắng mang cả bát đựng cá ra nơi định thả, tránh dùng tay vớt qua lại dễ khiến cá bị mệt. Cách thả cá cũng cần phải lưu tâm. Cẩn thận kẻo thả cá phóng sinh không đúng cách là tạo thêm nghiệp. Gia chủ nên xuống gần nước, nghiêng nhẹ miệng vật dụng đựng cá để cá bình tĩnh mà bơi ra. Chớ nên đứng từ trên đường xa thì người ta nên dùng những vật này để đảm bảo mạng sống cho mình. Cá thả từ vị trí cao quá dễ khiến cá bị choáng, chết, mất đi cái đẹp cho lễ phóng sinh mà còn làm xấu đi phong tục đẹp ban đầu nữa. Quý vị thân mến, lễ cúng ông công ông táo về trời là một truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Đối với ngày này, chúng ta không cần phải tổ chức quá cầu kỳ nhưng vẫn cần phải trang trọng chu đáo để thể hiện được tấm lòng của gia chủ đối với đấng thánh thần. Vậy bên cạnh cá chép, lễ vật cúng ông công ông táo cần những gì, làm ở đâu và thời gian cúng như thế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị theo dõi. Thời gian diễn ra lễ cúng ông công ông táo. Lễ cúng ông công ông táo thường được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng ở nhiều nơi người dân có quan niệm là lễ phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp mới chính xác, nên nhiều gia đình đã làm lễ ngay từ ngày 22 vì cho rằng như vậy thì mới kịp giờ cho ông táo về thiên đình. Chúng ta vẫn có thể cúng sau 12 giờ ngày 23 tháng Chạp, thậm chí do điều kiện thời gian, hoàn cảnh có thể cúng vào chiều, tối cũng không sao. Nhưng ở đây muốn khuyên mọi người nên chọn thời điểm tốt nhất để cúng lễ này. Theo quan niệm dân gian, từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ ngọ. Đây là thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị về trời, nên thời điểm đẹp nhất vẫn là tối ngày 22 và sáng ngày 23 tháng Chạp. Cúng ông công ông táo ở đâu? Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng vì táo quân là thần bếp núc nên lễ cúng ông công ông táo sẽ phải thực hiện ở bếp. Nhưng trên thực tế, lễ cúng ông công ông táo là lễ cúng chung cả ba vị thần nhà, thần đất và thần bếp, chứ không phải chỉ thần bếp thôi, nên nghi lễ này sẽ được thực hiện trên ban thờ. Gia chủ có bàn thờ ông táo riêng ở bếp thì đặt trực tiếp mâm lễ lên trên. Gia chủ không có bàn thờ táo quân riêng thì có thể đặt mâm lễ trên ban thờ gia tiên và tuyệt đối không được đặt ở bàn thờ Phật, bởi táo quân là thần tiên, tín ngưỡng thờ thần khác với tín ngưỡng thờ Phật. Mâm lễ vật cúng ông táo bao gồm những gì? Ngoài cá chép, lễ vật cúng ông công ông táo cần chuẩn bị như sau. Mũ ông công phải có đủ 3 cỗ hay 3 chiếc, 2 mũ của đàn ông và 1 mũ của đàn bà. Mũ dành cho hai ông táo thì phải là kiểu mũ có 2 cánh chuồn. Mũ của táo bà thì sẽ không có cánh chuồn. Tuy nhiên, nhiều người chỉ cúng một chiếc mũ ông công 2 cánh chuồn để tượng trưng. Tiền vàng mã, 1 chiếc áo, 1 đôi hia làm bằng giấy. Mâm cơm cúng ông công ông táo. Phụ thuộc vào từng gia cảnh, ngoài các lễ vật cơ bản kể trên, người ta sẽ làm lễ mặn với các món quen thuộc như xôi gà, thịt chân giò luộc, các món nấu măng hay các món ăn chay để tiễn táo quân về trời. Mâm cúng các món mặn cơ bản bao gồm thịt lợn luộc, gà luộc lá chanh hoặc gà quay, một món rau xào, hành muối, xôi gấc, giò nạc, canh nấu mọc,
các loại trái cây tươi, trà, rượu, trầu cau, vân vân. Ngày nay, mâm cỗ cúng ông Táo đã được đơn giản đi khá nhiều, không bắt buộc là phải đầy đủ tất cả các món như mâm cỗ truyền thống ngày xưa, mà chủ yếu phụ thuộc vào văn hóa của các vùng miền, hoàn cảnh, điều kiện tài chính, khẩu vị của mỗi gia đình. Gia đình nào không dư giả về vật chất thì chỉ cần làm mâm cơm cúng đơn giản 3 món là đã được rồi, quan trọng là lòng thành. Điều đặc biệt là mỗi miền còn có những mâm cúng ông Táo riêng, không cúng món làm từ thịt vịt, chim, ngỗng, trâu, dê, chó, không cúng món cá rán, đặc biệt là cá chép. Để thủ tục cúng ông Công, ông Táo diễn ra suôn sẻ, mỗi gia đình không chỉ chú ý các lễ vật mà đến việc đọc văn khấn cũng phải cần chú ý. Theo các chuyên gia phong thủy, ông Công, ông Táo về trời là để báo cáo những chuyện tốt xấu trong một năm của gia chủ với Ngọc Hoàng. Nên việc khấn xin tài lộc, phú quý, sung túc là không nên. Gia chủ chỉ nên xin Táo Quân bẩm báo những điều cát tường, bớt lộ điều không hay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy qua video ngày hôm nay, chắc chắn quý vị cũng biết nên cúng lễ ông Công ông Táo như thế nào, chuẩn bị lễ vật ra sao cho đầy đủ, hợp phong thủy để thần linh phù trợ bình an may mắn. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, Phục Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kế tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.